trưa nay tại nhà quốc hội chủ tịch quốc hội vương đình huệ đã tiếp ông nika toshihiro nguyên tổng thư ký đảng dân chủ tự do ldp nhật bản chủ tình liên minh nghị sĩ hữu nghị nhật bản việt nam Tại buổi tiếp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhiệt liệt chào mừng chuyến thăm Việt Nam, nhất là trong dịp hai nước kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao. Việt Nam, Quốc hội và cá nhân Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao vai trò của Liên minh nghị sĩ hữu nghị Nhật Việt, cá nhân Ngài Chủ tịch và các thành viên đã góp phần thúc đẩy ngoại giao nghị viện, ngoại giao nhân dân, góp phần đắc lực phát huy, nâng tầm hiệu quả hợp tác và đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam-Nhật Bản. Chủ tịch Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật Bản Việt Nam Nikai Toshihiro bày tỏ vui mừng gặp lại Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, chân thành cảm ơn sự nỗ lực của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trong việc thúc đẩy quan hệ giữa hai nước. Tại cuộc tiếp, các thành viên trong đoàn Nhật Bản đã trao đổi thông tin, bày tỏ mong muốn thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực hợp tác nghị viện, giao lưu nghị sĩ trẻ, hợp tác nông nghiệp, hợp tác xã, giao lưu văn hóa, giao lưu nhân dân, kinh tế, thương mại, đầu tư. Chủ tịch Quốc hội khẳng định Quốc hội Việt Nam sẵn sàng phối hợp tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao xứng tầm với quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng giữa hai nước. Chiều ngày 5 tháng 5 tại nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì buổi làm việc với các chuyên gia về tình hình kinh tế xã hội năm 2022 và những tháng đầu năm 2023. Tại buổi làm việc, các chuyên gia nhà kinh tế đã có báo cáo tham luận và trao đổi về tình hình kinh tế tài chính năm 2022 và các tháng đầu năm 2023, đánh giá các rủi ro, tác động của thị trường tài chính đến kinh tế vĩ mô, các chính sách kinh tế vĩ mô, phối hợp chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ trong mục tiêu tăng trưởng, những khó khăn thách thức mà doanh nghiệp trong nước đang gặp phải, thực trạng của thị trường, vấn đề tổng cung, tổng cầu, vấn đề giải ngân vốn đầu tư công. Nêu rõ vấn đề gì đang xảy ra, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh phải bắt cho đúng bệnh đồng thời cần nhận định dự báo được xu hướng cho những tháng còn lại của quý II năm 2023 và của cả năm 2023. Việc thực hiện các chỉ tiêu kinh tế xã hội mà Quốc hội đề ra, đề ra giải pháp để tháo gỡ những vướng mắc của các thị trường, của nền kinh tế trong trước mắt và dài hạn.